40. Phẩm thanh tịnh. Bấy giờ Xá Lợi Từ thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Từ hỏi: Những gì rốt ráo thanh tịnh mà nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa? Phật dạy: Này Xá Lợi Từ, vì sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Nhãn xứ cho đến ý xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Sắc xứ cho đến pháp xứ rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Nhãn giới cho đến ý giới rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Sắc giới cho đến pháp giới rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Nội không cho đến vô tính tự tính không rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Như vậy cho đến 10 lực của Như Lai, cho đến 18 pháp Phật bất cộng rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Tất cả hạnh đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Các đại Bồ Tát rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là sâu xa. Xá Lợi Từ lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh rất là rõ ràng. Phật dạy: Đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Từ hỏi: Những gì rốt ráo thanh tịnh mà nói pháp này thanh tịnh rất là rõ ràng? Phật dạy: Xá Lợi Từ, bát nhã ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là rõ ràng. Cho đến bố thí ba la mật đa rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là rõ ràng. Như vậy cho đến trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là rõ ràng. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh rất là rõ ràng. Xá Lợi Từ lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh chẳng chuyển chẳng nối. Phật dạy: Đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Từ hỏi: Những gì rốt ráo thanh tịnh mà nói pháp này thanh tịnh chẳng chuyển chẳng nối? Phật dạy: Xá Lợi Từ, sắc chẳng chuyển chẳng nối rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh chẳng chuyển chẳng nối. Thọ tưởng hành thức chẳng chuyển chẳng nối rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh chẳng chuyển chẳng nối. Như vậy cho đến trí nhất thiết chẳng chuyển chẳng nối rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh chẳng chuyển chẳng nối. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng chuyển chẳng nối rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh chẳng chuyển chẳng nối. Khi ấy Xá Lợi Từ lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh vốn không tạp nhiễm. Phật dạy: Đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Từ hỏi: Những gì rốt ráo thanh tịnh mà nói pháp này thanh tịnh vốn không tạp nhiễm? Phật dạy: Xá Lợi Từ, sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh vốn không tạp nhiễm. Thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh vốn không tạp nhiễm. Như vậy cho đến trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh vốn không tạp nhiễm. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh vốn không tạp nhiễm. Xá Lợi Từ lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh bản tánh trong sạch. Phật dạy: Đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Từ hỏi: Những gì rốt ráo thanh tịnh mà nói pháp này thanh tịnh bản tánh trong sạch? Phật dạy: Xá Lợi Từ, sắc rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh bản tánh trong sạch. Thọ tưởng hành thức rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh bản tánh trong sạch. Như vậy cho đến trí nhất thiết rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh bản tánh trong sạch. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng rốt ráo thanh tịnh nên nói pháp này thanh tịnh bản tánh trong sạch. Xá Lợi Từ thưa: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh không đắc không hiện quán. Phật dạy: Đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Từ hỏi: Những gì rốt ráo thanh tịnh mà nói pháp này thanh tịnh không đắc không hiện quán? Phật dạy:
Xá Lợi Tử, sắc bản tánh không chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không đắc không hiện quán. Thọ tưởng hành thức bản tánh không chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không đắc không hiện quán. Như vậy cho đến trí nhất thiết bản tánh không chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không đắc không hiện quán. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bản tánh không chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không đắc không hiện quán. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, không sanh không hiện. Phật dạy: Đúng vậy, chốt giáo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi: Những gì chốt giáo thanh tịnh mà nói pháp này thanh tịnh, không sanh không hiện? Phật dạy: Xá Lợi Tử, sắc không sanh không hiện chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không sanh không hiện. Thọ tưởng hành thức không sanh không hiện chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không sanh không hiện. Như vậy cho đến trí nhất thiết không sanh không hiện chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không sanh không hiện. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh không hiện chốt giáo thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh, không sanh không hiện. Xá Lợi Tử lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, chẳng sanh cõi dục, chẳng sanh cõi sắc, chẳng sanh cõi vô sắc. Phật dạy: Đúng vậy, chốt giáo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi: Vì sao pháp này thanh tịnh, chẳng sanh cõi dục, chẳng sanh cõi sắc, chẳng sanh cõi vô sắc? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì tự tánh của ba cõi bất khả đắc, nên nói pháp này thanh tịnh, chẳng sanh cõi dục, chẳng sanh cõi sắc, chẳng sanh cõi vô sắc. Xá Lợi Tử lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri. Phật dạy: Đúng vậy, chốt giáo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi: Vì sao pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì bản tánh của tất cả pháp lụt chậm, nên pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri. Xá Lợi Tử hỏi: Những gì bản tánh vô tri nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì bản tánh sắc vô tri, tự tướng không, nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri. Bản tánh thọ tưởng hành thức vô tri, tự tướng không, nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri. Như vậy cho đến vì bản tánh trí nhất thiết vô tri, tự tướng không, nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri. Bản tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô tri, tự tướng không, nên nói pháp này thanh tịnh, bản tánh vô tri. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bản tánh tất cả pháp thanh tịnh, nên pháp này thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, tất cả pháp chốt giáo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi: Vì sao tất cả pháp bản tánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì tất cả pháp bất khả đắc bản tánh thanh tịnh, nên nói pháp này thanh tịnh. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với trí nhất thiết tướng không lợi ích không tồn giảm. Phật dạy: Đúng vậy, chốt giáo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi: Vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với trí nhất thiết tướng không lợi ích không tồn giảm? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì pháp tánh thường trụ, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, đối với trí nhất thiết tướng không lợi ích không tồn giảm. Xá Lợi Tử thưa: Bạch Đức Thế Tôn, bản tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thanh tịnh, đối với tất cả pháp không chấp thọ. Phật dạy: Đúng vậy, vì tất cả pháp chốt giáo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi: Vì sao bản tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ? Phật dạy: Xá Lợi Tử, vì pháp giới tĩnh lặng không dao động, nên bản tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thanh tịnh đối với tất cả pháp không chấp thọ. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên sắc thọ tưởng hành thức thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, chốt giáo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên sắc thọ tưởng hành thức thanh tịnh là chốt giáo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên sắc thọ tưởng hành thức cũng vô sở hữu là chốt giáo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên nhãn xứ cho đến ý xứ thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, chốt giáo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên nhãn xứ cho đến ý xứ thanh tịnh là chốt giáo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên nhãn xứ cho đến ý xứ cũng vô sở hữu là chốt giáo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên sắc xứ cho đến pháp xứ thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, chốt giáo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên sắc xứ cho đến pháp xứ thanh tịnh là chốt giáo thanh tịnh? Này thiện hiện, ngã vô sở hữu nên sắc xứ cho đến pháp xứ cũng vô sở hữu là chốt giáo thanh tịnh.
Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên nhãn giới cho đến ý giới thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên nhãn giới cho đến ý giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên nhãn giới cho đến ý giới cũng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến pháp giới thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên sắc giới cho đến pháp giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên sắc giới cho đến pháp giới cũng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên nhãn thức giới cho đến ý thức giới thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên nhãn thức giới cho đến ý thức giới thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên nội không cho đến vô tính tự tính không thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên nội không cho đến vô tính tự tính không thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên nội không cho đến vô tính tự tính không cũng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên mười lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên mười lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô sở hữu nên Như Lai mười lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã tự tướng không nên quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng tự tướng không là rốt ráo thanh tịnh? Bạch Đức Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô tướng vô đắc vô niệm vô tri nên trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng vô tướng vô đắc vô niệm vô tri là rốt ráo thanh tịnh? Bạch Đức Thế Tôn, hai thanh tịnh nên không đắc không hiện quán. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói hai thanh tịnh nên vô đắc vô hiện quán là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì không khởi điên đảo nhiễm tịnh nên không đắc không hiện quán rốt ráo thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật rằng, Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên sắc thọ tưởng hành thức cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên sắc thọ tưởng hành thức cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo tất cánh không, không tối hậu, vô tế không, không không biên tế nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên nhãn xứ cho đến ý xứ cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên nhãn xứ cho đến ý xứ cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh?
Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên, nên sắc xứ cho đến pháp xứ cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên sắc xứ cho đến pháp xứ cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên nhãn giới cho đến ý giới cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên nhãn giới cho đến ý giới cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, ngã vô biên nên sắc giới cho đến pháp giới cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên sắc giới cho đến pháp giới cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên 10 lực của Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên quả dự lưu Nhất Lai bất hoàn A La Hán độc giác Bồ Đề vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, ngã vô biên nên trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô biên. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô biên là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo không, vô tế không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Hư Đại Bồ Tát năng giác như thế là bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, đúng vậy, rốt ráo thanh tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà nói nếu Hư Đại Bồ Tát năng giác như thế là bát nhã ba la mật đa là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì nhờ đấy mà thành tựu trí đạo tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Hư Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phương tiện khéo léo, khởi nghĩ như vậy: sắc chẳng biết sắc, thọ chẳng biết thọ, tưởng chẳng biết tưởng, hành chẳng biết hành, thức chẳng biết thức, nhãn xứ chẳng biết nhãn xứ, cho đến ý xứ chẳng biết ý xứ, sắc xứ chẳng biết sắc xứ, cho đến pháp xứ chẳng biết pháp xứ, nhãn giới chẳng biết nhãn giới, cho đến ý giới chẳng biết ý giới, sắc giới chẳng biết sắc giới, cho đến pháp giới chẳng biết pháp giới, nhãn thức giới chẳng biết nhãn thức giới, cho đến ý thức giới chẳng biết ý thức giới, pháp quá khứ chẳng biết pháp quá khứ, pháp vị lai chẳng biết pháp vị lai, pháp hiện tại chẳng biết pháp hiện tại. Bồ thí ba la mật đa chẳng biết bồ thí ba la mật đa, cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng biết bát nhã ba la mật đa, nội không chẳng biết nội không, cho đến vô tính tự tính không chẳng biết vô tính tự tính không, bốn niệm trụ chẳng biết bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo chẳng biết tám chi thánh đạo, mười lực Như Lai chẳng biết mười lực Như Lai, cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng biết 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết chẳng biết trí nhất thiết,
trí đạo tướng chẳng biết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng biết trí nhất thiết tướng. Như vậy Đại Bồ Tát này đã đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề trụ nhóm chánh định Phật dạy: Này Thiện Hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Bấy giờ Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Khi các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện khéo léo chuyển hai tường đối với các pháp chăng? Cụ thọ Thiện Hiện đáp: Thưa Xá Lợi Tử, nếu khi Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện khéo léo thì sẽ không nghĩ như vậy. Ta hành thí như vậy, ta trì giới như vậy, ta tu nhẫn như vậy, ta tinh tấn như vậy, ta nhập định như vậy, ta tu tuệ như vậy, ta trồng phước như vậy, ta nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát như vậy, ta nghiêm tịnh cõi Phật như vậy, ta thành thục hữu tình như vậy, ta sẽ đắc trí nhất thiết tướng như vậy. Thưa Đại Đức, các Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện khéo léo, không phân biệt hết thảy các việc như vậy, là do thông đạt nội không, không của các pháp nội tại, ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, không không, không của không, đại không, không lớn, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính, tự nhiên tính, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, tự tướng không, không của tự tướng. Thưa Xá Lợi Tử, khi các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có phương tiện khéo léo nên không chấp trước. Bấy giờ Thiên Đế Thích hỏi Thiện Hiện rằng: Bạch Đại Đức, làm sao biết được các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tâm chấp trước? Thiện Hiện đáp: Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện khéo léo, nên khởi tưởng tự tâm, khởi tưởng bố thí Ba La Mật Đa, khởi tưởng tịnh giới Ba La Mật Đa, khởi tưởng tinh tấn Ba La Mật Đa, khởi tưởng tịnh lự Ba La Mật Đa, khởi tưởng Bát Nhã Ba La Mật Đa, khởi tưởng nội không, khởi tưởng ngoại không cho đến vô tính tự tính không, khởi tưởng bốn niệm trụ, khởi tưởng bốn chánh đọa cho đến tám chi thánh đạo, khởi tưởng mười lực Như Lai, khởi tưởng bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, khởi tưởng trí nhất thiết, khởi tưởng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khởi tưởng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, khởi tưởng các Như Lai ứng chánh đẳng giác, khởi tưởng ở chỗ Phật trồng căn lành, khởi tưởng đem căn lành đã trồng như thế nhóm hợp cân lượng cho các hữu tình bình đẳng chung có, hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, do đấy biết được các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tâm chấp trước. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này do bị sự chấp trước đây ràng buộc nên chẳng thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vô trước. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì chẳng phải bản tánh của sắc có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thọ tưởng hành thức có thể hồi hướng, cho đến chẳng phải bản tánh của trí nhất thiết có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể hồi hướng. Lại nữa Kiều Thi Ca, nếu Hư Đại Bồ Tát muốn đối với vô thượng chánh đẳng Bồ Đề vui vẻ khuyến khích chỉ bày khuyên dẫn cho hữu tình khác, thì nên quán thật tánh bình đẳng của các pháp theo đây tác ý, chỉ bày khuyên dẫn cho hữu tình khác bằng những lời như vậy: Này các thiện nam tử, thiện nữ nhân, khi tu hành bố thí Ba La Mật Đa, chẳng nên phân biệt ta năng hành thí. Khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, chẳng nên phân biệt ta năng trì giới. Khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, chẳng nên phân biệt ta năng tu nhẫn. Khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, chẳng nên phân biệt ta năng tinh tấn. Khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, chẳng nên phân biệt ta năng vào định. Khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng nên phân biệt ta năng tu tuệ. Khi hành nội không, chẳng nên phân biệt ta trụ nội không. Khi hành ngoại không cho đến vô tính tự tính không, chẳng nên phân biệt ta năng trụ ngoại không cho đến vô tính tự tính không. Khi tu bốn niệm trụ, chẳng nên phân biệt ta năng tu bốn niệm trụ.
Khi tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, chẳng nên phân biệt ta năng tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Khi tu mười lực Như Lai cho đến phân biệt, ta năng tu mười lực Như